Chào mừng quý khán giả đến với bản tin Sport ngày 22 tháng 12. Chương trình hôm nay sẽ gồm những nội dung chính sau đây. Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục trước đội tuyển Lào. Sergio Busquets có thể sớm chia tay với Barcelona. Kylian Mbappe nhanh chóng quay trở lại tập luyện cùng PSG. Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2022. Đối thủ của chúng ta ở màn so tài này là đội tuyển Lào. Tuy phải thi đấu trên sân khách, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có sự tiếp lửa của rất đông các khán giả trên khắp các khán đài. Cộng thêm trước một đối thủ không được đánh giá là quá mạnh, những chiến binh sao vàng đã dễ dàng có được kết quả thuận lợi, qua đó tạo đà cho những trận đấu tiếp theo ở bảng B. Tối ngày 21 tháng 12, đông đảo người hâm mộ đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đến sân vận động quốc gia mới của Lào để cổ vũ cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây đa phần là bà con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn. Khi trái bóng còn chưa lăn, người hâm mộ tỏ ra có phần thận trọng, nhưng hầu hết đều cho rằng chiến thắng khó tuột khỏi tầm tay những chiến binh sao vàng. Nói chung là Lào thì dạo này cũng bóng đá bây giờ đang phát triển, đang đuổi theo kịp Việt Nam đấy, chứ không phải như ngày xưa nữa. Nên trận đấu này mình dự đoán kết quả khoảng là 3-1 với ghi bàn thì khả năng là Văn Hậu và Phong Anh Đức. Tôi thích Quang Hải nhất. Nói chung là mỗi cầu thủ và mọi người đều thích tầm 3-4-0. Chắc chắn là có Quang Hải có ghi bàn. Chưa dừng lại ở đó, có cả những cổ động viên là người Lào gốc Việt sống và làm việc tại đất nước triệu voi đã hơn 30 năm, dành trọn tình cảm cho cả hai đội tuyển. Mong muốn được xem một trận đấu hấp dẫn và cân bằng. Vẫn theo dõi đội tuyển Việt Nam và dự đoán là hôm nay Việt Nam sẽ thắng 3-2. Mình mua vé giá vé niêm yết là 50.000, mua ở tại phòng văn hóa của Lào. Ấn tượng tất cả các cầu thủ, yêu tất cả các cầu thủ Việt Nam. Dù kết quả có ra sao, bóng đá luôn là sợi dây gắn kết mọi người, không phân biệt màu da, quốc tịch. Điều quan trọng nhất là tất cả đều tìm được niềm vui khi theo dõi một trận đấu hay tại AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam mở màn AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 bằng chuyến hành quân đến sân vận động quốc gia mới của Lào. Với thực lực vượt trội, không khó để đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra sự khác biệt. Phút 15, từ đường dàn xếp tấn công đơn giản bên cánh trái, Đoàn Văn Hậu có pha kiến tạo chuẩn xác cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng vẫn kịp nhân đôi cách biệt cho những chiến binh sao vàng bằng pha dứt điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Thoải mái về mặt tâm lý, các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục thi triển sức mạnh trong hiệp 2 với thêm 4 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh để khép lại ngày ra quân tưng bừng bằng chiến thắng 6-0. Với kết quả này, tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng B và sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 27 tháng 12. Về chấn thương của Quang Hải, hiện tôi vẫn chưa được đội ngũ y tế báo cáo chính xác nên chưa thể nói chi tiết vào lúc này. Còn về trận đấu ngày hôm nay, tôi thực sự hài lòng vì các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Xin cảm ơn các cầu thủ. Chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu băng hình để bổ sung hoàn thiện hơn nữa nhằm đạt kết quả tốt nhất trong trận gặp Malaysia sắp tới. Hôm nay thì tôi nghĩ là cái điều mà huấn luyện đang là tốt nhất là vẫn giữ được cái khát khao, cái tinh thần. Vì đội tuyển mặc dù đã thi đấu với nhau qua rất nhiều giải đấu rồi và đây cũng là lần dưới thầy Park là lần thứ 3 để tham gia AFF Cup, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn là vào sân chơi như trận đấu đầu tiên và cái khát khao không thể mất đi, và tôi nghĩ đấy là điều quan trọng nhất. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam một trận đấu rất hấp dẫn. Về đội tuyển của tôi, hôm nay hàng phòng ngự đã chơi không đủ chắc chắn, phạm phải nhiều sai sót, đặc biệt ở hành lang cánh trái, khiến chúng tôi thủng lưới từ quá sớm, rồi sau đó là bàn thua thứ hai và trận đấu dường như đã an bài.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia đã trải qua hơn 90 phút vô cùng vất vả trước chủ nhà Myanmar. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, tiền vệ Faisal Halim đã giúp các vị khách khai thông thế bế tắc vào phút 52. Myanmar có được cơ hội bằng vàng để quân bình tỷ số khi được hưởng quả phạt đền vào những phút cuối trận. Nhưng Win Yan Tun đã không thắng được thủ môn Sihan Jami trên chấm 11m. Với thắng lợi tối thiểu, Malaysia đã có được 3 điểm và sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đội tuyển Lào vào thứ Bảy tới, trong khi Myanmar sẽ bay sang Singapore cho lượt trận thứ hai. Chuyển sang những thông tin về La Liga Santander, sau khi kết thúc hành trình World Cup 2022, Sergio Busquets đã tuyên bố về việc sẽ giã từ sự nghiệp trong màu áo của đội tuyển quốc gia để tập trung tối đa cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, gần đây theo truyền thông từ Tây Ban Nha, đã có những thông tin về việc tiền vệ sinh năm 1987 này sẽ quyết định về tương lai của mình ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Hợp đồng của tiền vệ Sergio Busquets với Barcelona sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này. Cầu thủ 34 tuổi sẽ chuyển đến thi đấu tại giải vô địch nhà nghề Mỹ MLS. Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, thương vụ này có thể diễn ra sớm hơn dự kiến khi MLS khởi tranh mùa giải vào cuối tháng 2. Busquets được cho là muốn gia nhập đội bóng mới trước khi mùa giải 2023-2024 khởi tranh. Tuy nhiên, với tình hình nhân sự hiện tại, Laurana rất muốn giữ đội trưởng lại ít nhất là cho đến hết mùa giải này. Nhiều nguồn tin cho biết, ban lãnh đạo đội bóng sẽ thảo luận về tương lai của Busquets trong vài ngày tới. Trong đó, không loại trừ đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 6 tháng, tức là đến tháng 12 năm 2023. Tài năng từ La Masia Alex Collado đang trải qua mùa giải thứ hai dưới dạng cho mượn từ Barcelona. Sau Blaugrana, tiền vệ 23 tuổi đang chinh chiến trong màu áo Elche tại La Liga, đội bóng đang đứng cuối bảng. Alex Collado chỉ ra sân 541 phút và không nằm trong sự lựa chọn ưu tiên của cựu huấn luyện viên Almirón. Theo Mundo Deportivo, điều này khiến tiền vệ trẻ muốn ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy nhiên, với việc Elche vừa bổ nhiệm Pablo Machin ngồi vào ghế nóng, tương lai của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Trước khi được đem cho mượn, Alex Collado đã được Barcelona gia hạn hợp đồng đến tháng 6 năm 2023. Nhưng nếu không thể tìm được chỗ đứng tại Elche, khả năng cầu thủ 23 tuổi được gọi trở về Barca là không cao bởi phong độ của anh chưa đủ thuyết phục để được huấn luyện viên Xavi trao cơ hội. Các cầu thủ của câu lạc bộ Barcelona đã chính thức bắt đầu quá trình tập luyện để chuẩn bị cho sự trở lại của La Liga. Sau khoảng thời gian tạm nghỉ dành cho World Cup, giải đấu số 1 Tây Ban Nha sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tháng 12. Thời điểm này, gần như các thành viên của Blaugrana đã có mặt đầy đủ tại đại bản doanh Juan Gamper. Barcelona đang tiếp tục quá trình tập luyện với sự góp mặt của các trụ cột vừa trở về từ World Cup 2022. Mới nhất, huấn luyện viên Xavi chào đón sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Memphis Depay và Rafinha. Xuất hiện trên sân tập hôm qua còn có Frankie de Jong, Pablo Torre và đặc biệt là Ronald Araujo, hậu vệ người Uruguay cho thấy những dấu hiệu hồi phục tích cực sau chấn thương. Tính đến hiện tại, chỉ còn áo quân World Cup, Ousmane Dembele và Chukwunde là chưa hội quân cùng các đồng đội. Cả hai dự kiến sẽ trở lại đại bản doanh của Barcelona vào tuần tới. Đội bóng xứ Catalan sẽ có trận đấu tái xuất La Liga vào ngày 31 tháng 12 bằng cuộc tiếp đón Espanyol. Gia nhập Barcelona vào mùa hè năm 2022, Hector Bellerin gặp khó trong việc tìm kiếm suất đá chính tại sân Camp Nou. Chấn thương khiến cựu tiền vệ Arsenal chỉ có 5 lần ra sân sau 14 trận tại La Liga. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của anh ở Barcelona. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Mundo Deportivo, ban lãnh đạo Blaugrana xem Bellerin là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Xavi ở mùa giải này, đặc biệt ở vị trí hậu vệ phải. Barca sẽ không bổ sung nhân sự cho vị trí này trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới. Chính vì thế, tiền vệ 27 tuổi sẽ tiếp tục ở lại để cạnh tranh vị trí với Sergi Roberto, người đã trở lại sau chấn thương trong giai đoạn nghỉ giữa mùa. Tiếp theo sẽ là những thông tin khác về bóng đá. Khi nhiều đồng niên đã treo giày từ lâu, thì tiền vệ Joaquin Sanchez vẫn còn đang gắn bó với Real Betis. Ở tuổi 41, Joaquin là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đã đạt hai cúp nhà vua cùng đại diện của xứ Andalusia. Trước khi La Liga quay trở lại, tiền vệ này đã có chuyến trở về thăm quê nhà và anh vinh dự được nhận giải thưởng đặc biệt đến từ ngài thị trưởng thành phố. Một tuần trước khi La Liga chính thức trở lại sau kỳ nghỉ dài, tiền vệ kỳ cựu Joaquin Sanchez đã có chuyến viếng thăm quê nhà Puerto de Santa Maria, một thị trấn thuộc thành phố biển Cádiz, Tây Ban Nha. Tại đây, đội trưởng Real Betis được đích thân thị trưởng khu vực tiếp đón nồng nhiệt. Ngoài ra, Joaquin Sanchez còn vinh dự được trao tặng giải thưởng Người Hùng
Rodriguez với 20 mùa giải và 605 trận thi đấu tại La Liga, tiền vệ 41 tuổi không chỉ là niềm tự hào của cả Puerto de Santa Maria mà còn được xem là cây trường sinh của giải đấu số 1 Tây Ban Nha. Tôi thật sự không biết mình đã làm gì để có được vinh dự này. Dòng máu Puerto de Santa Maria luôn chảy trong huyết quản của tôi, thật sự rất tự hào vì là người con của vùng đất này. Bất chấp việc tuyển Anh dừng bước ở tứ kết quần cấp 2022, nhưng Jude Bellingham vẫn là một trong những ngôi sao trẻ được chú ý nhất giải. Không chỉ bởi màn trình diễn tại Qatar, mà còn bởi thành tích ấn tượng trong màu áo đột nguồn trước đó. Theo Football España, ngôi sao 19 tuổi đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng của hàng loạt những đại gia châu Âu như Man United, Liverpool, Chelsea, Man City và đặc biệt là Real Madrid. Nhà vô địch Champions League thậm chí đã bước đầu tiếp xúc với Borussia Dortmund nhằm sớm đạt thỏa thuận chiêu mộ Jude Bellingham vào mùa hè năm 2023. Los Blancos sẵn sàng bảo chi 120 triệu bảng để có được chữ ký của một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất thế giới. Theo nhiều nguồn tin uy tín, tiền đạo Matheus Cunha sắp chuyển đến Wolves vào kỳ chuyển nhượng đông theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa với mức giá từ 40 đến 50 triệu euro. Với việc Cunha rời đi, Los Colchoneros cũng đã sớm tìm kiếm được phương án thay thế. Theo Marca, Roberto Firmino của Liverpool đang là mục tiêu số 1 của đại diện thành Madrid. Ngôi sao người Brazil không còn là sự lựa chọn ưu tiên của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Đồng thời, hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Anfield sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Bên cạnh Firmino, Marcus Thuram của Mönchengladbach và Memphis Depay của Barcelona là những sự lựa chọn khả dĩ khác cho vị trí tiền đạo cánh của Atletico Madrid. Tạm quên thất bại ở trận chung kết với đội tuyển Argentina, ngôi sao người Pháp Kylian Mbappe đã trở lại tập luyện cùng đồng đội tại Paris Saint-Germain. Đây là quyết định khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi phần lớn các cầu thủ khác đều được câu lạc bộ chủ quản cho nghỉ thêm sau khi tham gia giải đấu tại Qatar. Điều này cho thấy tiền đạo sinh năm 1998 muốn bắt nhịp nhanh để có thể góp mặt ở vòng 16 Ligue 1 khi Paris Saint-Germain có màn đối đầu cùng Strasbourg. Gác lại nỗi buồn thất bại ở chung kết World Cup 2022, tiền đạo Kylian Mbappe, người vừa đón sinh nhật thứ 24 cách đây 2 ngày, đã bất ngờ hội quân cùng Paris Saint-Germain tại Paris. Theo kế hoạch, Mbappe sẽ có đến 10 ngày nghỉ sau hành trình tại World Cup, tương tự như Messi. Tuy nhiên, ngôi sao 24 tuổi đã quyết định trở lại đại bản doanh của PSG sớm hơn dự kiến để hướng tới ngày tái xuất tại Ligue 1. Mbappe tỏ ra khá vui vẻ và thoải mái. Có lẽ anh đã phần nào vượt qua nỗi buồn tại chung kết World Cup dù thất bại, nhưng Mbappe có quyền tự hào về bản thân sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong màu áo của tuyển Pháp. Tiền đạo Robert Lewandowski vừa trở thành chủ nhân mới của giải thưởng Golden Foot, bàn chân vàng sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Barca và Bayern Munich trong năm 2022. Golden Foot là giải thưởng tôn vinh những cầu thủ trên 28 tuổi, có đóng góp đáng kể cho bóng đá với tư cách cá nhân và đồng đội. Trong mùa giải cuối cùng của Lewy với Bayern Munich, anh đã đóng góp 35 bàn thắng. Thành tích này giúp Lewy có lần thứ hai liên tiếp giành giải chiếc giày vàng châu Âu. Ngay khi cập bến sân Camp Nou, anh cũng có khởi đầu rất mạnh mẽ với 13 bàn thắng sau 14 trận ra sân ở La Liga. Thông tin không vui về tình trạng sức khỏe của huyền thoại Pelé. Theo cập nhật từ bệnh viện Albert Einstein tại Sao Paulo, căn bệnh ung thư đang tiến triển nặng và ông đang được chăm sóc đặc biệt với các rối loạn chức năng về tim và thận. Các bác sĩ thông báo rằng sức khỏe của phu bóng đá đã xấu đi trong thời gian nằm viện để điều chỉnh thuốc điều trị ung thư. Con gái của Pelé, Kelly Nascimento cho biết cha cô sẽ ở lại bệnh viện trong dịp Giáng sinh. Huyền thoại Pelé đã nhập viện từ ngày 30 tháng 11 để tiếp tục quá trình điều trị bệnh ung thư đại tràng. Dù chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng huyền thoại Brazil vẫn luôn cho thấy thái độ lạc quan. Ông thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân trong thời gian diễn ra World Cup, trong đó có bài chúc mừng đội trưởng Lionel Messi với chức vô địch thế giới cùng tuyển Argentina. Thông tin về huyền thoại bóng đá Pelé vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Esports ngày 22 tháng 12. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin vào ngày mai của chúng tôi.